Sáng nay Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tới dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm bám sát sự lãnh đạo của bộ giao thông vận tải tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh sở giao thông vận tải đã cụ thể hóa thành kế hoạch chương trình hành động các nhiệm vụ trọng tâm đoàn kết đổi mới quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trọng tâm là tham mưu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại triển khai các dự án đảm bảo tiến độ chất lượng yêu cầu quyết tâm phục hồi hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó đặc biệt chú trọng đến chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh. Điểm nhấn trong năm là việc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án cao tốc Ninh Bình Hải Phòng và tuyến đường Đông Tây giai đoạn 2. Lập chủ trương đầu tư 5 dự án mới, thực hiện công tác chủ đầu tư 7 dự án, thẩm định 32 hồ sơ dự án chuyên ngành với giá trị tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Công tác vận tải, quản lý cảng vụ đường thủy nội địa, cải cách hành chính, tổ chức cán bộ và bộ máy luôn được chú trọng. Đặc biệt, kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đạt 77,04 điểm, tăng 6 điểm so với năm 2022 và xếp thứ 6 trong 23 sở ban ngành. Tại hội nghị, 20 tập thể cá nhân của ngành có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2023 đã vinh dự nhận được cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Sơn biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm của Sở Giao thông Vận tải. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tham mưu chất lượng, triển khai đồng bộ công tác quản lý chất lượng xây các công trình giao thông, đi đầu trong triển khai các dự án được giao chủ đầu tư, tập trung chỉ đạo hoàn thành một số công trình đảm bảo chất lượng đúng mốc thời gian thi đua phối hợp làm tốt công tác quy hoạch giao thông, quản lý chất lượng các công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thi công, đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ chất lượng. Đặc biệt cần quan tâm xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí do Thủ tướng Chính phủ phát động. Mặt khác, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, lành mạnh, an toàn, thuận lợi, phục vụ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm xe cơ giới, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao đổi làm rõ một số kiến nghị đề xuất của sở liên quan đến bổ sung biên chế, đầu tư nâng cấp một số tuyến đường tỉnh trọng yếu và xây dựng bãi đỗ xe tỉnh.